Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Tôi đang có mặt tại Vinhome Ocean Park để chuẩn bị được ngồi thử chiếc xe ô tô bít điện đầu tiên của Việt Nam. Đầu tiên, VinFast họ chia sẻ với chúng tôi rằng là sẽ chạy thử nội bộ ở trong khuôn viên của Ocean Park, và tiếp tới thì sẽ được chạy thử nghiệm tại Phú Quốc, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, và trong đó có cả thủ đô Hà Nội của chúng ta nữa. Có lẽ rằng là đây sẽ là một trong những cái trải nghiệm rất là thú vị của anh em chúng tôi khi mà có mặt tại đây. Và đây, chúng tôi đang chờ chiếc xe ô tô bít đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm xem rằng là mẫu ô tô điện của Việt Nam có những cái gì nhá. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái dịp ngồi thử chiếc xe ô tô bít điện đầu tiên của Việt Nam chạy quanh cái khu vực khuôn viên của Ocean Park. Và theo như tôi cảm nhận thì mẫu xe bít điện của Việt Nam có những cái khả năng vận hành nó rất là êm ái. Gần như là chúng ta sẽ không nghe thấy những cái tiếng động nào của động cơ vận hành cả. Và các bạn có thể thấy đằng sau tôi đây là trạm Depot của VinFast. Theo như VinFast cũng có chia sẻ với chúng tôi rằng là cái trạm Depot này thì có tiêu chuẩn là 1 hectare. Trong đó thì nó bao gồm tất cả những cái trạm dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng cũng như là rửa xe tự động. Và khu ở bên này đó là khu trạm điều hành của toàn bộ những cái tuyến xe buýt khác nhau ở quanh khu vực gần đây. Và như các bạn được biết thì cái quy mô ở đây thì được thiết kế nó rất là hiện đại và tiện dụng. Ví dụ như là ở phần phía bên trên những cái mái che ở đây là được sử dụng hoàn toàn bằng những cái tấm pin năng lượng mặt trời. Nói một chút về chiếc xe VinFast thì chúng tôi vừa có những cái trải nghiệm ngồi thử ở trên chiếc xe này, thì tôi phải công nhận rằng là ở phía bên trong cái khoang cabin xe nó rất là rộng rãi và cảm giác rất là thông thoáng. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái ô cửa kính được thiết kế rất là rộng rãi. Nó khác hoàn toàn so với những cái mẫu xe bít truyền thống đang lăn bánh ở trên đường hiện nay. Một cái điều khác nữa, ở trên chiếc xe này nó có những cái công nghệ rất là nổi bật và mang nhiều những cái tính nhân văn. Ví dụ như là phía bên trên người lái thì có những cái hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái để cảnh báo những cái nguy cơ mất an toàn. Tức là những cái thông tin đó nó sẽ được truyền qua cái phần camera, truyền những thông tin đó về bộ phận điều khiển trung tâm ở đây, và để theo dõi xem là người lái xe có đủ sức khỏe và đủ tập trung để lái xe hay không. Đó cũng là một trong những thứ tôi cho rằng là mang rất nhiều những cái tính nhân văn. Để hỗ trợ cho người tài xế lái xe một cách an toàn nhất thì trên chiếc xe VinFast này còn được trang bị những cái phần cảm biến ở phía đằng sau, cũng như là camera lùi và camera hai bên. Và đây cũng là những cái công nghệ mà tôi cho rằng rất là hữu dụng. Các bạn được biết thì những cái chiếc xe buýt thì thông thường là phải di chuyển trong những cái cung đường nội đô rất là chật hẹp và cái lưu lượng giao thông rất là dày đặc. Và tôi cho rằng những cái công nghệ như vậy nó sẽ giúp cho người tài xế sẽ giảm bớt cái căng thẳng và mệt mỏi. Cái thứ hai đó là xe có khả năng hạ thấp thân xe xuống khi dừng đỗ để giúp cho người già và trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai có thể là lên xuống xe rất là dễ dàng. Đây là một trong những cái tính năng tôi cho rằng rất là hay và nó tiện dụng, mang nhiều những cái sự quan tâm tới khách hàng. Và để mà làm được cái điều đó thì hệ thống vận hành của mẫu xe điện VinFast phải được sử dụng hoàn toàn bằng hệ thống treo khí nén các bạn nhé. Hệ thống treo khí nén, và đây cũng là một trong những cái công nghệ mà chỉ được áp dụng trên những cái mẫu xe tôi cho rằng là sang trọng hiện nay thôi. Còn trên những cái mẫu xe buýt truyền thống thì sử dụng hoàn toàn bằng cơ học. Theo những cái thông tin đến từ những chuyên viên kỹ thuật của VinFast thì chiếc xe VinFast này còn được sử dụng hoàn toàn 4 bánh bằng phanh điện tử. Nếu như hiện tại các hệ thống những chiếc xe buýt hiện nay được sử dụng bằng phanh trợ lực dầu hoặc phanh hơi, thì trên những cái mẫu xe ô tô điện này được sử dụng hoàn toàn bằng phanh điện tử. Điều này nó sẽ giúp cho cái việc là tăng cái khả năng phanh an toàn hơn so với những cái mẫu hệ thống phanh thông thường kia. Phía bên trên của toàn bộ cái phần cabin thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái phần màn hình để thông báo những cái trạm điểm dừng, rồi những cái thông tin quảng cáo cũng như là cái thông tin giải trí ở trên xe. Ngoài ra thì ở phần phía bên trên những cái ô cửa kính thì tôi cũng có quan sát rằng là chúng ta có cả những cái logo của wifi, rồi những cái cổng sạc USB được trang bị rất nhiều ở những cái chỗ ghế ngồi khác nhau. Với khả năng vận hành thì VinFast sở hữu một khối pin dung lượng là 281 kW, có khả năng di chuyển tối đa từ 220 cây tới 260 cây, và xe có thể nhanh chóng sạc đầy chỉ trong vòng 2 giờ tại hệ thống trạm sạc 150 kW của VinFast. Và đây cũng là một trong những cái trạm sạc được sử dụng công nghệ hàng đầu do hãng StarCharge cung cấp.
hy vọng rằng là tương lai không xa thì cái trạm sạc điện này nó sẽ được phủ sóng gần như là tất cả các thành phố lớn ở đất nước Việt Nam. Vừa rồi là những cái trải nghiệm nhanh của chúng tôi khi mà ngồi thử chiếc xe ô tô Bít điện đầu tiên của Việt Nam. Và trong tương lai thì đây sẽ là một trong những cái sự thay đổi về bộ mặt của hệ thống giao thông công cộng toàn đất nước Việt Nam nói chung và với các thành phố lớn nói riêng. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video chia sẻ nhanh về chiếc xe VinBus. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.